không kêu rồi. Chắc là mọi người chuyên gia rồi. Cho anh lâu đá. Mời chuyên gia lên mở là không kêu đâu. Cái này là nó vẫn ghép từ bên dưới, còn cái trên nó chỉ chạy. Chạy không? Ừ, cái dưới là cái MD mà. Tất nhiên là nó vẫn có thể nó ấy được, nhưng mà cái chất âm nó ra là vẫn khác, nó không bị gấp. Thì nó có tiếng rồi đấy, nhưng mà nó khả năng cái volume nó chưa chỉnh. Nhân đề là bộ cổ hết đúng không? Cổ hết mà, toàn cổ hết. Đây là có vẻ là sành chơi đề kia này có mấy bộ này. Do ông chủ đó. Do ông chủ đó. Thế trong này có phải là có gì khá chứ? Đĩa. Những cái loa này có vẻ nhìn cổ đúng không? Cái bộ mà thuộc kia này của Nga. Như cái đầu này nó gọi là đầu răng bộ. Nhìn cái nút ấn của nó này. Hiếm hay không hiếm? Cũng tùy từng đời.